thành phẩm mình nhiêu đây cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ vào mình nấu khoai lang ăn. Còn cái này sẽ cho bạn một ít. Sáng nay mình đi thu hoạch xả, mình dọn dẹp vườn. Mình mới dọn được mớ cây. Nhìn khu vườn rất là bừa bộn. Bây giờ mình sẽ dọn xả hết. Mới cắt xong cái cây chùm ruột cho nó thấp xuống. Nó vướng hết chỗ rồi. Bây giờ mình sẽ đi thu xả. Xả nó ra hoa luôn kìa. Ở phía dưới kìa, cái phía dưới kìa. Để mình đi gần lại cho mọi người cùng xem. Chỗ này có gốc nhưng mà nó không có cao lắm, cho nên mình sẽ cắt cho nó thấp xuống thôi. Còn ở phía dưới này thì nó lại ra hoa hết rồi. Đó, nó ra hoa hết rồi. Bây giờ mình phải thu dọn nó thôi. Chỗ này nó đã cao lên hết rồi mọi người. Mình sẽ thu cái chỗ này, chắc cho nó gọn xuống. Đó, trời ơi, nó cao chưa? Rồi, phía dưới kia nó ra hoa luôn kìa. Mình sẽ cắt bỏ một lùm dưới kia nữa, lùm ở trên kia nữa. Đang làm vườn mà thấy anh này. Thấy không cả nhà? Còn đúng chưa? Chết rồi. Đúng không? Chảy mất rồi. Xả một đống vậy mà còn rắn ngủ tới không? Thang đúng không mọi người? Nó thích tắm nước lắm. Nó xuống hồ bơi của mình nó tắm. Rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch cái đống này nữa là xong. Cái lùm này nó tốt quá cả nhà ơi. Ủa, rất là to này. Mình không biết đâu chạy cho hết không. Rất vàng. Cây này nhiều trái nè cả nhà ơi, rất là nhiều trái luôn, nhưng mà nó còn hơi xanh, nhưng mà ớt này ăn xanh nó mới ngon. Mấy cái tấp tấp ở dưới như chiếc bì nó ăn hết hay sao ạ? Ôi nó xài lắm, quá trời luôn, trái nhiều lắm luôn. Anh này dưới tấp đây là không còn để chín nào hết, còn cái cọng không ai, chắc chiếc bì ăn à. Cái lùm sau cùng đây là củ nó to, tép nó to, to ơi là to luôn. Rồi ớt, xả, gà kho xả ớt, xả củ nêm nướng. Những cái gì mà liên quan tới xả thì nó mới hết thôi chứ không làm sao mà cho nó hết cái đống này. Nhiều lắm cả nhà ơi. Rồi sao hay ớt nữa. Nhưng không nó lùa được chi vậy nhất nhé. Đấy. Củ to chưa? Củ này nó đâm hết đất. Sao quá. Ui, lên ở đây. Ôi, bị hư rồi. Sao ăn rồi. Qua bên này nữa nha. Củ này cái to này, đúng không ạ?
Ui, sức rồi. Lăng này là lăng cứng. Ôi, lên đây đây. Ôi, củ này to này. To quá. Trời, bây giờ đã đủ rồi. To hả cả nhà? Nó to luôn. Củ này thấy rất lớn ký. Có củ lá trời nữa ha. Lâu lâu mình đào lá là to vậy. Mình thấy cái củ này nó lồi lên rồi. Thôi mình đào cái củ này luôn. Đào củ này luôn rồi. Đi lên. Củ này cũng to lắm này cả nhà ơi. Nó to lắm. Đây cũng to lắm này. Xinh quá. Wow. To nứt nẻ luôn. Mình để nữa là hư. Nứt rồi. Wow. Nhìn nó giống như cái dáng của cụ xinh quá. Ở chỗ này nè. Nhỏ luôn ha. Đây cái củ nhỏ của nó. To quá trời. Rồi bây giờ là lên rồi đó, không nhổ nữa đâu. À quên, con củ này nữa. Lồi lên rồi, không nhổ luôn ha. Thôi phải chịu tì và làm nhổ hay sao. Mấy củ? Được 2, 4, 6 củ. Củ nhỏ thì không tính ha. 6 củ rồi. Cả củ to cả nhà. Nó ngồi siêu thị nó bán cái củ chút xíu à. Là 3 đồng là còn 2 củ vậy nè. Cách dài khoảng tầm này nó bỏ cho cái hộp đó. Và 3 đồng là khoảng 50 ngàn của mình đó. Thành phẩm mình nhiêu đây cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ vào mình nấu khoai lang ăn. Còn cái này sẽ cho bạn một ít. Còn mình lột ra bớt. Mình sẽ làm nêm. Nêm nướng. Bên đây có hai cái ớt chuông với lại ớt ngọt và ớt bay. Ớt bay hay ớt chim ăn gì đó. Ớt này cay lắm. Rồi xả nữa đây. Đây bún bò. Chỉ có bún bò ăn em hết xả ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã theo cho ngồi sáng giờ nha. Em ăn khoai lang chưa không? Ngon không em? Em, mày hỏi ngon không? Không ngon thì mày lấy mày cóc nha. Mày cóc nha. Ngon không? Chín rồi đây. Khoai lang rất là bùi. Bùi lắm mà nóng quá. Ui, ngon quá. Chú ăn hết là dĩa thôi con, đưa cái dĩa đây. Cầm cái dĩa này mày bỏ vào cho. Mới hái lên nấu liền này, ngọt lắm. Ngon. Ngon mà nóng quá. Nóng quá chị hai ăn không được. Hai thổi ra. Ngay ầm. Vui rồi. Chú ăn nữa không? Ăn nữa hả? Ngon quá. Đây đây, để mày gửi ra cho. Đây. Bùi không? Từ từ để mày làm cho đây nó rớt không? Nhẹ rồi thổi đi đã. Nãy giờ ăn hết rồi, giờ ăn nữa hả? Nóng, nóng, nóng. Thổi đi đã. Giúp. Ừ. Đi, ôm được rồi đó, ôm đi. Được rồi, thổi cái gì nữa. Bỏ vô miệng đi. Nóng không? Giả bộ.